Xin chào tất cả các bạn. Hôm nay thì mình sẽ giới thiệu với các bạn một phương pháp giảm cân rất là đơn giản từ quả chanh. Ở đây thì mình đã chuẩn bị hai quả chanh, nhưng mà lát nữa thì mình chỉ sử dụng một quả. Với cách giảm cân từ chanh thì có lẽ rất là quen thuộc đối với tất cả mọi người. Đối với những người có mong muốn giảm cân thì chanh là một lựa chọn là rất là phổ biến và đơn giản để mình có thể có được cái số cân nặng mong muốn. Trong chanh thì chứa một số các loại axit hữu cơ, glucosid, vitamin C, B1, B2, đường, canxi, phospho, sắt, và trong cái vỏ chanh thì có cái chứa tinh dầu. Các thành phần trong chanh thì có tác dụng kích thích dạ dày để tiết ra dịch để phân giải thức ăn và tăng nhu động dạ dày ruột, giúp hấp thụ tiêu hóa tốt hơn. Nước cốt chanh có chứa thành phần axit với cái hàm lượng rất là cao. Bởi vậy nên là cái chanh này phù hợp với những người mong muốn giảm cân mà có cái thể trạng khỏe mạnh, không bị một số các bệnh như là đau bao tử, thì mình không tuyệt đối mình không nên dùng chanh để giảm cân nhé. Mình có thể dùng chanh để giảm cân theo nhiều cách. Mình có thể dùng chanh mật ong, hoặc là mình dùng chanh để mình làm. Mình chỉ cần pha nước detox, mình pha nước với nước loãng để mình uống kèm nước lọc, hoặc là mình pha chế chanh để thành trà. Đối với những bạn mà muốn giảm cân nhanh mà béo với lượng mỡ là mình dư thừa lượng mỡ nhiều, thì mình có thể dùng chanh mình pha với nước lọc mình uống hàng ngày, để một lượng nhỏ cái axit có trong chanh nó sẽ giúp mà tác dụng là nó không chỉ giảm mỡ mà còn tốt cho làn da, làm chậm quá trình lão hóa và ngăn ngừa được một số loại bệnh. Chanh cũng có thể kết hợp với trà xanh để mình có thể nấu trà, mình uống khoảng 2 lít gồm chanh và trà xanh hàng ngày nhé. Bây giờ thì mình sẽ thực hiện một phương pháp làm rất là dễ đối với chanh, đó là cái này thì ai cũng có thể làm được, mình chỉ cần mua chanh về mình làm thôi. Ở đây thì mình chuẩn bị một cái ly. Nếu mà các chị mà đi làm thì mình có thể dùng cái bình nhé. Mình đựng nước á. Mình cắt chanh thành những cái lát mỏng như thế này. Và mình cho vào bình nước, mình đổ đầy nước lọc. Mình không cần vắt cái nước chanh ra. Mình để nguyên vỏ vậy để cho có cái thành phần tinh dầu của chanh nó ra. Đây. Thì bình thường thì mình uống thì mình thường mình sẽ cắt một trái. Đây mình cắt như vậy thành từng lát. Mình sẽ cho chế nước vào đây. Bây giờ thì mình chỉ cần chế cái nước lọc của mình vào thôi. Cần để vậy và mình uống. Ở đây thì mình sẽ cho thêm một chút đá, mình uống lại thì mình cho vào một chút đá. Và cuối cùng thì mình sẽ cho vào đây một chút xíu muối. Đây, mình sẽ cho vào trong cái ly nước của mình một chút xíu muối. Nó có làm cho cái vị chanh của mình nó sẽ dễ uống hơn. Rất là đơn giản. Đối với cái phương pháp này thì ai cũng có thể làm được, cũng có thể sử dụng, rất là đơn giản nên mình có cái hiệu quả giảm cân rất là tốt. Mình cũng chia sẻ thêm với các bạn là giảm cân an toàn, giảm cân sao để cho mình vừa có một cái vóc dáng mà mình mong muốn, và cũng vừa thêm nữa là mình đảm bảo được cái sức khỏe và cái thể trạng của mình không bị giảm cân mà nó không
da của mình nó không bị chảy xệ, da của mình nó không bị nhăn. Có nhiều bạn giảm cân nhanh quá, ví dụ như là mình nhịn ăn hoặc là mình dùng một số các loại thuốc á, nó cũng có giảm cân nhưng mà nó sẽ làm cho cái da của mình nó bị nhăn, nó chảy xệ, nó không đạt cái hiệu quả mong muốn, cơ thể thì mệt mỏi uể oải, như vậy cũng không giúp được trong cái sau cái quá trình giảm cân đó rồi thì có khi mình lại bắt đầu ăn trở lại, như vậy thì nó cũng không có tác dụng tốt nhé. Đối với cái quá trình giảm cân thì các bạn nên kết hợp, mình nên kết hợp mà ăn uống kèm tập luyện. Mỗi ngày mình có thể đi bộ 30 phút hoặc là mình lắc vòng, nếu không có không gian thì mình có thể lắc vòng, mình gập bụng, cũng một số những cái bài tập rất là đơn giản mà nó cũng có tác dụng làm cho cái cơ thể của mình nó thon gọn và nó khỏe mạnh hơn. Đối với cái chế độ ăn lành mạnh thì đối với người giảm cân thì mình nên cắt bớt những cái nhóm chất là chất béo, chất tinh bột và đường. Đối với hai cái nhóm chất tinh bột và đường cũng kèm theo một số loại những cái đồ ăn nhanh, nước uống có ga thì mình không nên ăn. Đối với những người mà có thể trạng béo mà mình có cái công việc là ít vận động như là mình ngồi văn phòng thì thường thường là cái phần mỡ nó tập trung ở phần vòng 2, nên là mình phải vận động theo một cái chế độ mà gọi như là mình phải tạo cho mình một cái thói quen sống lành mạnh, thì như vậy vừa đảm bảo sức khỏe mà cái cân nặng của mình nó cũng sẽ như ý. Còn nếu mà mình chỉ là mình uống nước chanh này thôi, hoặc là mình ăn sáng mình có thể bằng những cái thực phẩm mà nó dùng để mình giảm cân, ví dụ như mình ăn khoai lang, mình ăn bắp thay vì mình ăn bánh mì, hoặc là mình uống sữa, mình ăn nhiều cái loại mà nó chứa nhiều tinh bột hoặc nhiều chất béo, thì mình cũng có thể áp dụng nghiêm túc cái chế độ ăn uống lành mạnh thì cái cân nặng của mình nó cũng sẽ giảm. Cái nước chanh này thì nó có tác dụng giảm mỡ cái vòng eo rất là tốt, nên là các bạn có thể uống hàng ngày để mình có được cái hiệu quả tốt nhất. Mình uống thì mình cũng không nên, nếu mà với một cái ly này khoảng 300ml thì mình chỉ uống từ nửa trái đến một trái, mà lưu ý đặc biệt đó là mình không nên sử dụng chanh để giảm cân đối với những người mà mắc bệnh đau dạ dày hay là một số những cái bệnh đường ruột nhé. Mình sáng sớm ra thì mình cũng không nên, nếu mà chưa ăn gì thì mình cũng không nên uống nhiều nước chanh nhé. Nước chanh này mình chỉ uống, mình pha như thế này, mình uống, mình không vắt nha các bạn, lưu ý là mình không vắt. Mình uống hết cái nước này thì mình có thể chế thêm một lần nước nữa vào cái vỏ chanh này để mình uống thêm một lần nữa nhé. Thì một trái như thế này thì mình cũng có thể pha được khoảng 600ml một ngày, thì mình không nên uống quá hai trái chanh nhé. Để cho cái quá trình mà giảm mỡ được tốt hơn thì các bạn nên dùng nước ấm để mình uống nước ấm thì nó sẽ có tác dụng hơn là mình uống nước lạnh nhé. Vì khi mà mình uống nước ấm thì nó sẽ hỗ trợ cho cái quá trình tiêu hóa và giảm mỡ bụng diễn ra nhanh hơn và phá vỡ được các enzyme trong cái mỡ của mình, trong các mô mỡ của mình, thì giúp mình giảm cân nhanh hơn. Và bên cạnh đó thì mình có thể thêm mật ong vào nước chanh. Mình uống một thìa mật ong với 200ml, 50ml này thì mình có thể cho thêm một thìa mật ong cũng được nhé. Vậy là với cách rất là đơn giản từ chanh thì mình có thể kết hợp với ba loại, đó là mình uống chanh và một chút muối, uống chanh và mật ong, và uống chanh và trà xanh, là các bạn có thể mình thay đổi trong vòng một tuần. Mình hôm nay mình uống chanh với muối thì ngày mai mình sẽ uống chanh với mật ong, và đến ngày mốt thì mình sẽ uống chanh và trà xanh. Mình cứ thay đổi cái thực đơn liên tục như vậy
để có kết quả tốt nhất nhé. Với hôm nay cách chia sẻ của mình với cách giảm cân bằng chanh, hy vọng sẽ giúp đỡ cho các bạn có được một cân nặng lý tưởng và sức vóc bền khỏe nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở các video tiếp theo. Nếu yêu thích video của mình thì các bạn nhớ like và đăng ký kênh. Đừng quên góp ý ở dưới những cái phần comment để mình hoàn thiện hơn kênh nhé. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.